Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sức khỏe hạnh phúc của chúng tôi. Quý vị thân mến, corona là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có cái sự lây lan từ người sang người. Virus này được xác định trong một cái cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang người. Và cái điều quan trọng cần lưu ý là cái sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục ở người lớn. Virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào cái mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay là bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. Virus cũng có thể bị lây từ cái việc mà ai đó chạm tay vào cái vật mà người bệnh chạm vào, sau đó mà đưa lên miệng, mũi, mắt. Những người mà chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các cái chất thải của người bệnh. Và trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn một số các cái cách để tăng cường cái hệ miễn dịch để phòng tránh cái virus corona này. Vậy thì để phòng tránh, tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể để tránh được cái virus corona thì trước hết chúng ta sẽ thực hiện làm một số các cái bài tập như sau. Thứ nhất là tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Là một trong những cái thói quen quan trọng mà giúp tăng cường cái khả năng miễn dịch của cơ thể, phòng ngừa virus corona. Việc tập thể thao đều đặn sẽ giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đồng thời thúc đẩy cái quá trình bài tiết mồ hôi, giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Các nghiên cứu ở Mỹ cho thấy là những người tập luyện thể chất từ 5 đến 6 ngày trên tuần sẽ ít bị cảm lạnh và đau họng hơn so với những người mà không tập. Nếu bạn không có thời gian để tập thể dục với cái cường độ cao thì hãy dành ra 30 phút để đi bộ hàng ngày. Và đi bộ thường xuyên nó cũng có cái tác dụng tương đương với cái việc mà tập thể dục, giúp giảm stress và quá trình oxy hóa, làm tăng tuần hoàn các cái tế bào miễn dịch. Cái thứ ba là ngủ đủ giấc. Và chúng ta chú ý là khi mà ngủ đủ giấc thì cơ thể ta sẽ sản sinh ra chất melatonin có tác dụng ức chế hàm lượng estrogen, làm giảm cái khả năng mắc bệnh. Bên cạnh đó thì một cái giấc ngủ sâu sẽ đem lại cho bạn cái cảm giác thoải mái, tỉnh táo và vui vẻ để bắt đầu một cái ngày mới tràn đầy sức sống hơn. Thứ tư là chúng ta bổ sung vitamin C. Chúng ta biết rằng là vitamin C là cái chất mà giúp chống lại bệnh cúm một cách hiệu quả, có thể rút ngắn thời gian cơ thể nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Vì cơ thể không thể tích trữ vitamin C nên cần phải nạp đều đặn mỗi ngày. Cam, bưởi, kiwi, quýt là những cái loại trái cây mà chứa cái hàm lượng vitamin C cực cao. Việc thưởng thức thường xuyên những cái loại trái cây này sẽ góp phần tăng cường cái miễn dịch cho cơ thể của bạn. Và thứ năm, đấy là vệ sinh cá nhân thường xuyên. Đây là một cái thói quen đơn giản giúp duy trì cái hệ miễn dịch khỏe mạnh và ngăn ngừa virus corona một cách là hiệu quả. Và bạn nên duy trì những cái thói quen vệ sinh cơ bản hàng ngày như là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc là dung dịch chứa cồn, đặc biệt mà là sau khi ho, hắt hơi hay là sổ mũi. Thứ sáu là sử dụng cái khẩu trang y tế cũng là cái cách hiệu quả để phòng tránh lây nhiễm. Theo các cái chuyên gia y tế thì các loại khẩu trang y tế thông thường cũng có thể giúp ngăn ngừa virus corona. Loại khẩu trang chuyên dụng như là N95 chỉ dùng cho nhân viên y tế khi tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Thứ bảy là vệ sinh các cái đồ dùng sạch sẽ. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và người xung quanh thì bạn hãy giữ gìn không gian nhà ở, nơi làm việc thật sạch sẽ bằng việc là lau chùi, dọn dẹp thường xuyên, đặc biệt là đối với các cái đồ vật bạn hay tiếp xúc trực tiếp. Thứ tám là uống nước đầy đủ. Là một cái thói quen có lợi cho sức khỏe cũng như là cái hệ miễn dịch, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời là đảm bảo các cái tế bào và các cái cơ quan có đủ lượng oxy cần thiết để hoạt động đúng chức năng. Viên chuối vitamin C hay là nước cam tươi cũng là cái lựa chọn hoàn hảo giúp bạn bù lại cái lượng nước đã mất, đồng thời là cái nguồn cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể của bạn. Thứ 9 là bổ sung vitamin D. Nếu có lượng vitamin D thấp trong máu thì bạn sẽ có cái nguy cơ là mắc bệnh nhiễm trùng, ung thư và tim mạch cao hơn. Do đó mà một trong những cái cách đơn giản giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể chính là phơi nắng sớm. Thứ 10 là uống trà xanh.
là một cái thói quen tốt giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bạn. Trong lá trà xanh là có chứa cái chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Ngoài ra thì nó còn bảo vệ cơ thể chống lại các cái tác nhân bên ngoài, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi hiệu quả. 11 là không hút thuốc lá và rượu bia. Hút thuốc có thể gây ra rất nhiều các loại bệnh như là ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư thực quản, ung thư thận và nhiều cái di chứng khác. Khi uống rượu bia thì cơ thể sẽ tạo ra cái chất acetaldehyde gây đột biến trong các cái tế bào gốc tạo máu, có khả năng gây ra ung thư. Và quý vị thân mến, thì trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn 11 cách có thể tăng cường cái hệ miễn dịch để phòng chống cái virus corona một cách là hiệu quả. Và mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích. Và xin được thay mặt ban biên tập của chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên biết đến kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để luôn nhận được những cái video mới nhất và hay nhất từ chương trình. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn luôn có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của tôi. Words.